Ở trận đấu trên sân Thống Nhất, câu lạc bộ Thanh Hóa phải chịu một quả phạt đền ở phút 86 trong bối cảnh đang dẫn trước đội chủ nhà Sài Gòn FC với tỷ số 1-0. Trọng tài Ngô Duy Lân cho rằng bóng đã chạm tay của Trọng Hùng sau cú đá phạt của Hữu Sơn. Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ pha bóng, ban trọng tài VFF xác định tình huống đó không đáng bị thổi phạt đền và quyết định của ông Ngô Duy Lân là sai lầm. Với kết quả này, trọng tài Lân sẽ bị treo còi ở vòng 19 V-League diễn ra cuối tuần này. Rất may khi trên chấm 11m, Matheus Vera đã không thắng được thủ môn Thành Diệp, nên sai lầm của trọng tài không làm thay đổi kết quả trận đấu. Đây là lần thứ hai trọng tài Ngô Duy Lân bị treo còi ở mùa giải năm nay, sau lần đầu do lỗi không cho Hoàng Anh Gia Lai được hưởng một quả penalty ở trận thua Hà Nội thuộc vòng 12.